Chào mừng các bạn đến với chàng ngốc già Trong cái podcast vừa rồi đó Về khám phá rượu Pháp đó Thì ngốc có nói với các bạn là Nếu mà các bạn mà khỏe đó Thì cười lên một cái Thì cái podcast nó gửi về Gửi cái tín hiệu về về chàng ngốc Và các bạn biết không là ngốc chỉ nhận được Có 279 cái nụ cười thôi à, Còn vì sao mà 279 thì ngốc cũng không biết mà các bạn hỏi là làm sao mà ngốc nhận được thì ngốc cũng sẽ giữ cái này là bí mật không có trả lời chắc là lúc nào đó thì sẽ bật mí với các bạn ha kiểu giống như là sách trắng đó sau năm năm thì người ta sẽ công khai hết những cái cái bí mật này nọ. Đây <laughs> à, thì hôm nay thì là chủ đề thì ngốc sẽ nói về cái gì? Mới gần đây đó thì trong cái cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam đó, VWA đó thì nhiều anh chị em đang trao đổi một cái topic đó là về bảo hiểm nhân thọ. Thì khi mà các bạn trao đổi rất là nhiệt tình thì Ngốc thì đúng là cũng thấy hơi bị ngứa nghề một chút. Cho nên là thôi hôm nay thì sẽ làm một cái podcast về bảo hiểm nhân thọ. Vì sao thì Ngốc ngứa nghề về cái bảo hiểm nhân thọ này? À, thì những cái bạn nào mà nếu mà coi qua cái profile trên LinkedIn của, của Ngốc đó thì chắc là biết rồi ha Còn những bạn mà chưa biết đó thì Ngốc giới thiệu một chút Thì uh, Ngốc hâu uh, cái bằng Loma đó, cái bằng Loma uh, FLMI là từ năm 2007 uh, 2007 Thì những cái bạn nào mà học về Loma thì biết cái bằng này rồi trong cái bảo hiểm nhân thọ uh, Mất cũng phải uh, thường là phải 4-5 năm mới có cái bằng này và phải học qua 10 cái học phần. À, thì đấy thì nói để Ngốc giới thiệu một chút như vậy thì để là các bạn có thể à, tin tưởng ở những cái sự chia sẻ của Ngốc về về cái bảo hiểm nhân thọ này. Rồi, bây giờ thì để mà tìm hiểu về cái bảo hiểm nhân thọ đó thì à, mình phải biết nó là cái gì ha, rồi những à, nó nó có những cái gì à, hay cái gì không hay hoặc là rồi sau đó là mình 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 lựa chọn nó như thế nào. À, tại vì các bạn biết là có những cái trong cuộc sống đó, nó nó tốt nó hữu ích nhưng mà cái gì nó quá nó cũng không có tốt đúng không các bạn cái gì mà nó quá quá thì nó cũng không tốt ví dụ như kể cả thực phẩm tốt hay là thuốc bổ kể cả tình yêu cũng vậy cái gì cũng vậy cái gì mà quá quá thì nó sẽ sẽ không tốt à, thì đầu tiên thì là mình sẽ giải thích là lý do là bảo hiểm nhân thọ là nó là một cái tốt ha là nó là một cái cần thiết rồi sau đó là mình sẽ giải thích là nhưng mà cái mức độ sử dụng của nó như thế nào để mà nó phát huy cái tác dụng của nó và cái hữu ích của nó đầu tiên thì vì sao cái bảo hiểm nhân thọ nó nó cần thiết à, thì cái bảo hiểm nhân thọ tiếng anh của nó là life insurance mà life là cuộc sống đúng không như vậy là mình hiểu rằng à, nó liên quan đến cái à, con người mà con người cụ thể ở đây đó là chính là cái à, tính mạng và sức khỏe của con người vậy thì những cái rủi ro nào liên quan đến con người liên quan đến cái tính mạng và sức khỏe thì các bạn thấy rằng khi mà nó một cái cái rủi ro mà nó xảy ra với một người á thì nó ảnh hưởng đến về mặt tài chính á nó có tới hai cái cách ảnh hưởng cái cách thứ nhất á là lập tức là nó phát sinh ngay đó là các cái chi phí à các cái chi phí y tế phát sinh các cái chi phí uh, thuốc thang điều trị này nọ, đó. đó chính là một cái uh, cái cái, cái uh, sốc về mặt kinh tế uh, tài chính lần thứ nhất. Cứu sốc thứ hai mà quan trọng hơn rất là nhiều, uh, đó chính là cái sự uh, sụt giảm hoặc là mất đi cái nguồn uh, thu nhập trong tương lai. Và và đấy là chính là hai cái cú sốc mà nó tạo ra khi mà một cái rủi ro xảy ra với một người, thì rủi ro đó có thể là uh, ốm đau bệnh tật hay là tai nạn gì đó đúng không thì khi trong trường hợp đó thì nó sẽ tạo ra hai cú sốc cú sốc thứ nhất đó là phát sinh các cái chi phí ngay ra lập tức và cái thứ hai đó là cái cú sốc thứ hai đó là những cái thu nhập trong tương lai nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều hoặc là bị mất đi như vậy nôm na là tiền vừa ra mà tiền còn mất trong tương lai nữa cho nên đấy là để bảo vệ về cái mặt tài chính đó thì cái loại hình bảo hiểm nhân thọ nó nó ra đời là vì vậy trong cái bảo hiểm nhân thọ người ta mới dùng cái từ đó, đó là chi trả và bồi thường các bạn nếu mà đọc nhiều các cái điều khoản về hợp đồng đó các bạn sẽ thấy nó có một cái sự khác biệt giữa cái cái bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ ha sự khác biệt giữa bảo hiểm tài sản và bảo hiểm con người À, thì cái bên mà bảo hiểm nhân thọ đó à, thường thì người ta dùng cái từ là bù đắp hay là chi trả nó không giống như là cái từ là bồi thường ở trong à, bảo hiểm tài sản trong tiếng anh nó cũng rất là rõ đó các bạn tiếng anh nó phân biệt giữa cái từ gọi là indemnity và cái, và cái gọi là uh, indemnation và cái compensation chi trả à, hay là bồi thường thì nó nó khác nhau đấy là như vậy là cái mục đích quan trọng của cái bảo hiểm nhân thọ đó nhằm nó bảo vệ về mặt tài chính có nghĩa là bảo vệ hai cái cú sốc khi mà có cái rủi ro xảy ra thì cái bảo hiểm nhân thọ nó khác với cái bảo hiểm phi nhân thọ về mặt sức khỏe như thế nào thì các bạn biết là trong cái bảo hiểm phi nhân thọ đó thì người ta cũng có là cái bảo hiểm sức khỏe cũng có cái bảo hiểm con người nhưng mà cái sự khác biệt lớn nhất đối giữa cái bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ À, mà cái này thì ngốc cũng có nói hình như là cũng có nói rồi ở trong cái 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 podcast về bảo hiểm đó ngốc có nói chung chung về khác nhau giữa các cái loại bảo hiểm thì là cái bảo hiểm nhân thọ cái thời hạn bảo hiểm của nó đó à, nó dài hơn thường là từ một năm trở lên còn cái bảo hiểm phi nhân thọ về con người về sức khỏe đó thì thường là nó là dưới một năm maximum là một năm sau đó nó phải tái tục này nọ như vậy là đấy là cái cái sự cần thiết của cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ mình mới nói tiếp là trong cái bảo hiểm nhân thọ đó nó có những cái loại bảo hiểm nào thì trong bảo hiểm nhân thọ người ta chia làm ba cái nhóm chính thật ra thì bốn cũng được nhưng mà nó có mình chia làm ba trước đi rồi mình nói cái cái bốn nó tại vì nó hơi 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 tách biệt nó nằm ở trong một cái nhóm khác thì trong cái bảo hiểm nhân thọ nó có ba cái nhóm chính à, cái thứ nhất đó là cái bảo hiểm mà mình hay còn gọi là bảo hiểm người ta hay gọi là bảo hiểm tử kỳ đó nó gọi là term life có ý nghĩa là bảo hiểm mà chỉ bảo vệ cho cái rủi ro tử vong à, và tại sao nói là tử kỳ tử kỳ là có nghĩa là có kỳ hạn cho nên là cái bảo hiểm tử kỳ là cái bảo hiểm bảo vệ cho cái rủi ro tử vong của một người nào đó có thời hạn và thời hạn đó có thể là một năm 5 năm 10 năm mười năm hai mươi năm nhưng vấn đề là phải có cái thời hạn phải xác định cái thời hạn đó là một cái số năm nhất định như vậy cái loại thứ nhất cơ bản nhất đó là tử kỳ loại thứ hai đó là cái bảo hiểm trọn đời còn gọi là whole life cả đời luôn thì cái bảo hiểm trọn đời này á nó bảo vệ cho cái đảm bảo cho cái rủi ro tử vong suốt cái cuộc đời của cái người được bảo hiểm từ lúc mà cái thời điểm mà bắt đầu tham gia bảo hiểm cho nên là cái người đó mà ví dụ như sống đến 80 hay sống đến 90 hay sống đến 60 tùy cái tuổi thọ của người đó và cái hợp đồng đó nó sẽ cover hết cái thời hạn thời thời hạn còn lại trong cuộc đời của cái người được bảo hiểm. Đấy là cái loại thứ hai, trọn đời gọi là whole life. Và cái loại thứ ba là cái loại gọi là hỗn hợp, gọi là cái endowment. À, thì cái này mới là cái phổ biến ở Việt Nam mình nhiều nè thì cái hỗn hợp này đó thì nó còn chia ra nhiều cái cái nhánh con ở trong đó có nghĩa là nó vừa kết hợp giữa cái các cái yếu tố gọi là bảo vệ thì bảo vệ này thường là bảo vệ có cái kỳ hạn và nó kết hợp với lại một cái một cái tính năng tiếp theo đó là tiết kiệm hoặc là đầu tư hoặc là cũng là tiết kiệm nhưng mà người ta hướng đến một cái một cái cái mục đích cụ thể hơn ví dụ như là chi phí giáo dục cho trẻ em chẳng hạn đến tuổi 18 chẳng hạn đấy thì những cái 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 đó nó 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 cụ thể hơn nhưng mà về bản chất nó là bảo hiểm hỗn hợp thì nó vừa là mang yếu tố là bảo vệ và sau đấy thì có thể là tiết kiệm đầu tư à, rồi trong cái tiết kiệm đầu tư đó nó có thể có những cái mục đích rất là cụ thể riêng thì các bạn hình dung á, cái sản phẩm bảo hiểm mà nó hỗn hợp á à, nó cũng giống như xe hơi vậy đó À, khi mà các bạn thấy là hay là kể cả ví dụ như là mình 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 so sánh cái tủ lạnh nó cũng có y chang vậy đó ha. À, cái bảo hiểm hỗn hợp thì mình có thể hình dung là giống như cái tủ lạnh đó. thì cái tủ lạnh nó có hai cái tính năng à, có thể là giữ mát và và cấp đông nghĩa là đông đá thì như vậy là nếu mà cái người mà có cái nhu cầu mà chỉ là giữ mát thôi đó, thì người ta chỉ mua cái tủ mát thôi đúng không còn nếu một cái người mà chỉ muốn là tủ đông cho nó chuyên biệt cách riêng ra thì người ta mua cái tủ đông đá thôi nhưng mà cũng có những đa phần có nhiều người là người ta mua cái tủ lạnh kết hợp luôn à, một phần là nó có một phần là ở trên hay dưới gì đó là tủ mát còn ở dưới là tủ đá tủ đông nhưng mà đi vào trong từng cái sản phẩm cụ thể của từng cái tủ lạnh đó, thì các bạn sẽ thấy nó có nhiều tính năng lắm nó có những cái option khác nhau tủ lạnh có thể lấy đá từ bên ngoài có thể lấy nước mát từ bên ngoài hệ thống lọc không khí gì quẩn bla bla tùm lum hết đúng không các bạn thì đấy là cái 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 sự khác nhau là giữa một cái cái sản phẩm nó cơ bản mà sau đó người ta có thể có những cái option vào y chang cũng vậy lại đối với xe hơi các bạn mua một xe hơi thì nó có rất là nhiều cái 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 mạc khác nhau cái thương hiệu khác nhau đúng không Audi Mercedes Peugeot Citroen Renault uh, Dacia rồi Skoda Suzuki Honda Toyota rất nhiều nhưng mà khi mà các bạn mua xe thường người ta các cái nhà sản xuất xe người ta sẽ quảng cáo là à, giá xe từ 20.000 à, 20.000 đó là cái giá cơ bản của chiếc xe nhưng mà khi mà các bạn vô các bạn ngồi chọn chiếc xe xong các cái option xong nó lên ba bốn chục ngàn là chuyện bình thường chiếc xe cơ bản là 20 000 ngàn nhưng mà đến lúc mà chọn option xong thì nó lên ba bốn chục ngàn là chuyện bình thường thì cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng vậy thôi có nghĩa là về cơ bản đó thì nó là đảm bảo cho rủi ro thì cái rủi ro đó thường nó là nó rủi ro tử vong là chính mà sau này thì các công ty nó phát triển thêm nó coi như là cái trường hợp tương tự như tử vong đó là cái trường hợp gọi là thương tật à, toàn bộ vĩnh viễn. Còn cái thương tật toàn bộ vĩnh viễn như thế nào thì mình coi cái định nghĩa, cái này nó cũng hơi dài nhưng mà trong cái điều khoản hợp đồng thì người ta định nghĩa thế nào là cái thương tật toàn bộ vĩnh viễn ha. À, thì đấy là về cái cái bảo hiểm nhân thọ như vậy là nó có cái bộ khung cơ bản của nó đó là bảo vệ cho cái rủi ro tử vong à, hay là cái thương tật toàn bộ bệnh viện ngoài ra thì nó kết hợp thêm các yếu tố là ví dụ như tiết kiệm hay là đầu tư này nọ à, thì người ta tạo thành một cái sản phẩm gọi là hỗn hợp và cái, à, cái 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 nhánh thứ tư trong cái bảo hiểm nhân thọ đó thì nó hơi tách biệt ra bên ngoài à, thì đó chính là cái bảo hiểm hưu trí cái cái pension thì cái bảo hiểm hưu trí này cũng là một cái nhánh lớn trong cái các cái công ty à, bảo hiểm của các cái công ty bảo hiểm à, nhân thọ rồi như vậy thì là vừa rồi đó ngốc đã à, giới thiệu cho các bạn à, một cái hình dung về cái bảo hiểm nhân thọ nó có nó bảo hiểm là à, tử kỳ trọn đời hay là hỗn hợp ha và trong hỗn hợp đó nó chia chia nhỏ ra thì bây giờ vấn đề quan trọng là mình à, mình lựa chọn cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như thế nào cho nó phù hợp với mình à cái này là cái mà mà mọi người sẽ 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 quan tâm rất là nhiều à, không biết là mình cần cái nào bởi vậy cho nên mình mới cần cái người à, tư vấn nhưng mà trong cái chuyện mà tư vấn cái sản phẩm về bảo hiểm nhân thọ đó tại vì nó là cá nhân hóa mà mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau mỗi người à, mỗi gia đình có một cái à, nhu cầu khác nhau cho nên nó cần cá nhân hóa rất là nhiều bởi vậy cho nên mình mới cần một cái người tư vấn thì uh, về cái, cái 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 tư vấn đó nó lại trong cái ngành bảo hiểm nhân thọ nó có lại hai hai cái loại hình tư vấn khác nhau một là cái tư vấn độc quyền cái nghĩa là thường là cái người đại lý tư vấn viên đó của cái công ty đó người ta chỉ làm việc cho công ty đó thôi và người ta chỉ muốn bán cái sản phẩm của công ty của họ thôi ha. còn một cái uh, dạng tư vấn thứ hai mình gọi là cái tư vấn độc lập hay là đại lý độc lập thì người ta uh, đại diện cho cho khách hàng, có nghĩa là bên mua đó người ta người ta đã người ta có thể thu xếp với nhiều cái công ty bảo hiểm khác nhau để tìm ra một cái sản phẩm à, phù hợp nhất cho cái khách hàng của mình. Thì đấy là à, cái việc mà giới thiệu các sản phẩm và tư vấn cái à, cái sản phẩm. Cho nên là trong cái nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ cái quan trọng nhất là mỗi người phải tự trả lời được cho mình là cái nhu cầu của mình và gia đình của mình là tới đâu, à, mình cần bao nhiêu. À, rồi sau đó là mình phải xem xét rằng là cái à, à, cái nhu cầu của mình như vậy đó có thuận mua vừa bán với công ty bảo hiểm hay không à, các bạn cũng biết là không phải là muốn mua bảo hiểm là được đâu đúng không à, cái này thì là cái câu mà các bạn tư vấn học thuộc lòng phải không lúc cần thì mua không được đúng không ví dụ như vậy à, nhưng mà thật ra thì cái này nó đúng à, có nghĩa là các công ty bảo hiểm người ta cũng phải đánh giá rủi ro à, để xem rằng là cái người mà có cái nhu cầu bảo hiểm đó có có thể được chấp nhận được bảo hiểm hay không rồi à, như vậy thì bây giờ cái chuyện mà lựa chọn cái 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 sản phẩm bảo hiểm đó thì nó là nó tùy thuộc vào nhu cầu ha ví dụ như mình xem xét à, các cái công ty bảo hiểm hiện nay người ta ngoài cái chuyện mà cung cấp các sản phẩm cơ bản nó chỉ bảo vệ thuần túy rủi ro đó thì cái nguồn lớn nhất của họ đó là từ các cái sản phẩm về hỗn hợp đó là tiết kiệm đầu tư này nọ và chính là cái này nó mới tạo ra cái sự khó chọn lựa cho 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 cái người tham gia bảo hiểm à, thì cái này thì tùy thôi ví dụ là những cái người nào mà có khả năng phân tích tài chính tốt hoặc là mình xem cái performance của cái cái doanh nghiệp bảo hiểm đó cái này là phải coi kỹ nha cao cái lịch sử performance của của cái quỹ của họ chứ không phải là họ nói bao nhiêu phần trăm đó là được đâu tại vì họ không có cam kết chắc chắn được đâu họ chỉ nói rằng là à cái mức đó, nó ở đó thôi chứ không có không có công ty nào mà dám cam kết chắc chắn ở một cái mức cao hơn là nhiều cái performance của thị trường đâu thì mình phải xem xét thì nếu mà mình thấy rằng là a à, ok nếu mà công ty nó công ty này nó quản lý cái quỹ tốt này các cái hiệu hiệu quả nó cao à, so với là mình tự đi làm hoặc là mình tự đầu tư hoặc là mình gửi vào cái quỹ khác và nó có yếu tố bảo hiểm thì cái này mình lựa chọn còn nếu mà mình xem cái performance của nó mình tính toán lại mà nó thấp quá à, thì mình thì thôi mình chỉ cần cái bảo hiểm thuần túy thôi cơ bản thôi Đó. thì đấy là cái mà mình mình phải à, cân nhắc còn nếu mà mình lựa chọn á, thì lúc đó là cũng phải cần cái sự tư vấn tại vì cái này là nó là personalize nó nó cá nhân hóa cho nên mình cần cái người có cái kiến thức hiểu về nhiều cái sản phẩm nó nó khác nhau thì người ta sẽ tư vấn cho mình nó nó tốt hơn À, có một cái này thì ngốc cũng chia sẻ luôn là nếu đặc biệt là các cái bạn mà ở pháp ha thì khi mà nói đến cái bảo hiểm nhân thọ đó thì những cái người mà cứ biết bảo hiểm nhân thọ ở những cái quốc gia khác đó thì khi đến pháp thì chắc chắn là sẽ sẽ rất là bị ngạc nhiên à, bởi vì ở pháp á, thì các cái công ty bảo hiểm nhân thọ ta cũng gọi là cung cấp một cái sản phẩm gọi là bảo hiểm nhân thọ à, nhưng mà hóa ra cũng gọi là Luxuria nhưng mà thật ra nó chỉ là cái hình thức tiết kiệm và đầu tư thuần túy thôi nó không có cái yếu tố bảo hiểm ở trong này các bạn ạ à. À, nhưng mà hay là tại sao bởi vì là cái chính sách thuế à, liên quan đến cái thuế thu nhập thì ở pháp mà những cái người nào mà mua cái bảo hiểm nhân thọ đó thì người ta sẽ được à, giảm cái, cái, cái cơ sở tính thuế thu nhập ngoài ra là những cái lợi tức mà phát sinh từ các cái loại mà sản phẩm mà mình chọn đầu tư ở trong cái bảo hiểm nhân thọ đó thì nó cũng có những cái à, lợi thế về 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 thuế thu nhập cá nhân à, ví dụ như là nếu mà mình giữ cái bảo hiểm nhân thọ đó sau từ từ bốn năm trở đi hoặc là sau 8 năm luôn đó thì à, cái 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 phần mà thuế suất nó rất là ưu đãi rất là thấp à, ha đấy thì đấy là những cái cơ bản mà ngốc muốn chia sẻ với các bạn về về cái bảo hiểm nhân thọ ha thì nói tóm lại là bảo hiểm nhân thọ là nó cần thiết nhưng mà cái mức độ mà mình cần nó như thế nào á thì nó phải phù hợp với lại tùy cái cái mỗi người mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh cái nhu cầu nó nó khác nhau ít quá thì cũng 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 không nên mà thừa quá thì lại không tốt đó À, cho nên là mình nhưng mà về mặt cơ bản là mình cũng cần có cái bảo hiểm nhân thọ à, thứ nhất là đã bảo vệ cho những cái rủi ro cơ bản nhất ví dụ như là những cái à, ốm đau bệnh tật trong cái à, dài hạn ha à, những cái rủi ro lớn à, đối với một cái con người còn ngoài ra nếu mà mình có cái nhu cầu thêm về tiết kiệm đầu tư nữa đó à, thì mình xem xét thôi à, mình xem xét rằng cái hiệu quả của cái công ty bảo hiểm đó nó có tốt hay không À, đấy rồi ví dụ như mình so sánh giữa các cái sản phẩm giữa các công ty nó như thế nào cái nào nó có cái lợi thế hơn thì ngốc mong rằng là những cái chia sẻ này nó giúp ích được phần nào đó cho cho các bạn à, cái podcast nó có cái dở là nó không có cái tương tác nhiều giữa cái hỏi và trả lời cho nên là các bạn có thể đặt câu hỏi trao đổi thêm với ngốc về những cái chủ đề mà ngốc đã trao đổi qua podcast đó qua cái blog của ngốc các bạn chỉ cần search là chàng ngốc già .com ha hoặc là các bạn trao đổi với ngốc qua cái facebook chàng ngốc già dạ. À, thì đấy là ngốc sẽ rất là à, sẵn sẵn lòng và vui à, khi mà được trao đổi với các bạn về những cái chủ đề mà ngốc à, đã chia sẻ với các bạn à, ngốc cảm ơn à, các bạn rất là nhiều đã dành à, thời gian lắng nghe ngốc và cũng đã là à, ủng hộ ngốc à, và chia sẻ những cái podcast của của ngốc đến với à, các cái bạn hoặc là những cái người thân bạn bè của, của các bạn à, mến chúc các bạn luôn khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới nha chào các bạn và hẹn gặp lại